Nên chọn công việc mình đam mê hay chọn một công việc không đam mê nhưng lại có thu nhập cao? Nếu bạn đang đặt câu hỏi này thì điều đó có nghĩa rằng là đam mê của bạn chưa đủ lớn. Bởi vì nếu đó thực sự là đam mê, bạn đã bỏ hết tất cả và chỉ đi theo nó. Đôi khi chúng ta có thể nhầm lẫn giữa sở thích và đam mê. Chúng ta có thể rất là thích một cái điều gì đó, nhưng khi nghĩ đến những cái khó khăn, thách thức của nó thì chúng ta lại muốn bỏ cuộc. Đó có thể chỉ là sở thích nhất thời. Nhưng đam mê chính là những điều mà chúng ta luôn nung nấu ở trong đầu và chúng ta luôn nghĩ về nó và luôn luôn muốn thực hiện nó, dù cho nó có thể khiến chúng ta có thể hao tốn tiền của công sức đến mấy đi chăng nữa. Cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải định nghĩa là cái chúng ta đang nghĩ là đam mê có thật sự là đam mê hay không. Và đối với những ai đang hỏi câu hỏi này thì các bạn nếu như đang có một cái cơ hội việc làm, có một cái thu nhập rất là cao thì bạn hãy nhận nó đi. Bởi vì biết đâu chính cái công việc này sẽ chỉ đường cho bạn biết đâu chính là đam mê đích thực của bạn.